game chỉ mang tính chất giải trí, không dành cho trẻ em chưa đủ nhận thức. Xin đừng bắt chước và ảo tưởng game là ngoài đời thật. Không cổ xí cho bất kỳ hành động tiêu cực nào hay là đi ngược lại với hùng phong mỹ tục của Việt Nam. Xí lụm thêm một miếng sắt nữa trong nhận bữa nay mình đi mai thiệt là hên toàn sắt với sắt mà. Ủa sắt đó trời ơi, ôi trời ơi. Sắt của tôi. Sắt của tôi. Ai là người lấy được thì cũng người đó đúng đi. Rồi, cũng tụi mình tôi 7 viên rồi nè. Trời viên sắt là của tôi. Đúng rồi, lấy đi, tức quá trời, tức luôn hai người này. Ôi, còn nữa cái gì Banda? Đâu. Trời đất ơi, đi mai mà làm như là đi ăn giật vậy á. Kinh dị không? Tự ơi, ta ừ, chị quên cơ quá, hai chị xuống hộp. Trời, cái đầu chị giọng như gốc cây luôn. Tôi đừng có đi chung với chị nha, chị không muốn đi chung với cưng nữa đâu hết. Người cưng hả chị? Chị đừng bao giờ nhìn cái mặt em nữa nghe, cái mặt chị xấu xa lắm rồi đó. Cưng xấu hai người là Phước đừng có đi theo tôi rồi nghe. Cưng với làm ơn là Phước đừng có theo chị. Đặt nữa nè nó. Cái tặng tôi chui xuống cái này trước chứ bộ. Trước cái gì ai đặt trước là của người đó, không có giờ đòi cái đó này á, đi mai mà còn hơn là đi ăn cướp đi ăn giật nữa. Thôi bây giờ mình phải tìm đường khác mà đi một mình thôi mấy bạn ơi. Chứ đi chung với hai người này hả, chắc tới già tới lú tới lẫn luôn cũng chưa có gì kim cương nào quá. Chị Banda coi chừng kìa, chị Banda fan của Ripper kìa. Trời ơi, cái gì mà fan Ripper nữa, để mình kiếm được quá. Khu vực còn nhiều sắt quá, mình đánh mèo. Thôi mình lại mình mai. Mèo ơi coi nè, cái gì coi cái đầu chị Banda giọng với tường. Hừ chị không có hả, đi mai chung với Thương một lần nữa đó, có cục sắt là đào xong cái rồi về luôn. Chị Banda chờ em xíu cái, trời ơi về sớm vậy. Thôi chị không muốn đào chung với người với cưng nữa. Thôi em đặt cái đầu vô cục gạch nữa nè. Hên quá, hai người bỏ đi rồi mấy bạn ơi, chứ đứng ở đây một hồi chắc không có cực kim cương nào luôn á. Ủa cái chỗ này gì mà lạ vậy ta, sao mà có nguyên một khối bê tông xanh ở dưới này vậy trời. Có khi nào đây là căn cứ bí mật của ai không? Trời ơi, xí lụm căn cứ bí mật của ai nha, mở ra thử coi. Như là thiên đường luôn. Ủa cái gì vậy nè, trời, cái gì mà sao giống nguyên một cái làng của mình ở dưới tầng hầm hả? Còn kia là đi thôi chị Banda, hồi nãy hai người này đi mai với mình mà ta, sao giờ đứng ở đó được vậy? Oh my god, cái gì vậy, sao có thêm mình ở dưới đó nữa? Ô mình đứng ở đây mới đúng mà ta. Ô cái chuyện gì xảy ra vậy, mà hình như sao cái mặt của mấy người ở dưới đó không có được hiền lành lắm thì phải. Cái này là thế giới gì đây, y hệt thế giới của mình luôn, giống cái làng mình y đi như đúc mà còn có ba người giống tụi mình nữa. Mình đứng ở trên này với cái con nhỏ đứng dưới đó là ai trời? Oh my god, sợ mấy bạn ơi, chắc phải chạy lên nói cho mấy chị Banda biết thôi. Kim cương đâu? Hay là quái vật nhện hả? Zombie vậy chứ. Mà em là quái vật, mà em không biết diễn tả làm sao luôn á. Hả vậy đó hả? Nói đi, ta mới biết giải quyết cho chứ. Ý như là tôi gặp bản sao của ba đứa mình rồi nguyên cái làng của mình luôn á. Cái gì? Cái mẹ chị Banda ơi. Sao á? Bây giờ đang là 12 giờ trưa, mẹ chắc bị ấm đầu rồi chị Banda. Ừ, hay là ấm đầu. Đi, về nè. Đầu không có ấm đầu, còn lạnh ngắt nè. Ông cứ bay đồ tôi thấy sao tôi lạnh người luôn, lỡ đây, lỡ đâu. Đâu cái vụ nha. Có một cái tầng hầm bí mật đi xuống cái thế giới đó, y như là thế giới song song mà ba đứa đó nó giống ba đứa mình y chang luôn. Thế giới nào đâu? Ai mà được giống chị vậy? Ủa, đâu rồi? Thế giới nào? À, đã đây nè, thế giới ở đây nè. Đây là đâu? Nè, kế bên cái chỗ của Dimai nè. Đúng rồi, đâu đây? Đâu? Đâu ra sẽ thấy liền luôn á, nguyên một cái thế giới. Mà lỗi chỗ nè, hỏi ơi, thằng. Cái gì tao ao nước quớt gì đâu, đâu có thấy gì đâu. Có sao gì kỳ vậy ta? Thấy hang nè. Nó nghe nè hổ đơi, cứ biết sao không? Hồi nãy mình nói mình bỏ về chắc buồn hay sao á, thấy không? Có chị Banda thấy rõ ràng luôn, ở dưới đó có cái hang á, thấy không? Trong đây toàn hang cái hang không, mèo tào lao quá, mèo ơi mèo rảnh quá à. Tích dụ mình á. Thôi thôi đi chỗ khác mai đi hứa đi. Hùng cái gì đâu quá, rảnh quá. Chị nói tôi chỗ khác không có gì. Thấy mà hai người này thiệt tình ngọn quá, sao tự nhiên mới quay đi quay lại thôi mà thấy đâu mất tiêu cái thế giới đó rồi. Nhiều khi kêu kêu lại giả bộ đặt cho trái tiên ti đúng chừng. Nè, chẳng có làm gì mà chị Banda đặt cái đầu vô cây nè. Ôi không lẽ mình bị qua mắt trời, mà giữa ban ngày ban mặt làm sao mình qua mắt được. Coi chừng mấy bữa nay mai nhiều quá nó bị trong mặt. Trong xanh quá đi chị Banda. Đúng là trong xanh thiệt luôn. Trời ơi, tự nhiên hàng bước lên cái chá mắt ghê luôn á. Trời, chắc là mẹ bị hoa mắt á mèo ơi. Ê, hồi nãy tôi nói thiệt, ngang nhà cửa của mình á, y chang thế giới đó luôn á. Thế giới đó nhà cửa, có cái xích đu của mẹ. Tôi biết mèo bị gì rồi mèo. Bị gì? Mẹ bị triệu chứng deja vu. Deja vu là gì? Triệu chứng kiểu như là mèo thấy lại được một điều mà mèo đã thấy trước đó vậy đó mèo. Nè, giống như nè, mèo lại đây coi. Nè, lại đây mèo. Thấy cái gì cái mình có cảm giác quen thuộc á hả? Hay đúng sao? Rồi, lại nhìn nè. Hả? Gì vậy? Biết sao mèo đánh tuổi hết. Cưng mai lâu rồi. Quá là cưng không về nhà, cưng bị nhớ nhà đó mèo ơi. Sao cái cảnh em thấy đâu rồi nè? Quen lắm luôn á. Đứng đâu nữa? Nói chuyện đánh lộn nhau giữa sân cái này nhìn quen. Ngày nào không đánh đi đâu cũng quen. Nhìn nó trụ trời kìa, có đám mây gì kìa mèo. Đâu? Đám mây gì? Đám mây tròn tròn kìa, nhìn y như cái bánh chuối vậy mèo. À, nhìn như trái chuối.
dễ thương quá ha. Cái bên này y như là cái cu nết, chị thấy không? Thôi thôi tôi về nhà nghe. À cũng đúng, ca này nó mới giống là thế giới của mình. Chắc hồi nãy là do mình bị đài dư bu giữa thuốc đóng nói. Ủa này thuốc gì vậy ta? Trời ơi cái bình thuốc kẻ mãi cũng già của mình nè, nó còn nằm ở đây mấy bạn. Chắc phải đem vô nhà cất thôi chứ. Ê mẹ đừng có chọi thuốc vô tôi nha, tôi không bị thành em bé đâu á. Tôi không có rảnh để mà chọi vô người ông đâu. Thôi từ sáng tới giờ mình ngồi đây mình tìm hiểu về cái vụ hồi sáng hút nói, nhưng mà tìm hiểu cả nửa ngày trời vẫn không hiểu gì hết trơn. Trời ơi mọi người ơi, chắc là bây giờ mình phải đi qua tìm ông hút để hỏi lại thôi. Ơ ông hút đang đứng cho Milu đậu sĩ ăn hả? Trời ơi cái ông này ông làm những đánh Milu đậu sĩ ông ghê quá vậy, nhỏ không ăn thì thôi chứ làm gì đánh nhỏ gớm ghê luôn á nha. Ờ hút ơi ông đang làm gì ở đó vậy? Nói bụng quá à, ăn bánh bí ngô không hết? Ê nè hút ơi ăn bánh bí ngô không? À, trời ơi hút ơi bữa nay kêu răng không bị gì vậy? Mèo tôi ở đây nè, cái đó là hút giả đó mèo ơi. Cái gì mà có tới hai cái thuốc như vậy? Mèo chạy đi mèo. Ôi ghê quá. Trời chị Minh Ta ơi, chị qua đây chị coi vụ gì nè chị Minh Ta. Không bị gì rồi. Sao giờ có thêm hai cái thuốc luôn? Cứu tôi với. Cứu tôi với. Ông nợ tôi vài giây, tôi tại tôi chạy qua tôi kêu chị Minh Ta qua cứu ông liền nè. Chị Minh Ta, chị có nhà không? Thả ra đi. Trời ơi cái đồ ác gì vậy? Ủa mèo ơi cứu chị đi mèo ơi. Chị Minh Ta chị bị gì vậy? Mèo ơi em cứu chị được đâu chị Minh Ta. Cứu chị đi, đừng bỏ chị mèo ơi. Chị Minh Ta nó em kì ghê quá. Ôi bây giờ chúng mình phải chạy về nhà luôn rồi mọi người. Mèo, ông mèo. Ông chị Minh Ta đều bị gì hết trơn vậy? Mèo, cứu tôi với mèo. Ê, cứu tôi với, nó lôi tôi đi nè. Chờ tôi xíu, tôi vô nhà tôi lấy vũ khí cái đã. Nếu mà không có vũ khí tôi không làm được gì hết luôn á. Đóng xin lỗi mấy bạn ơi, vô nhà mình tìm vũ khí thôi. Oh my god, cái bóng lưng này nhìn quen quá. Ai từng từng lại gần đây. Chết rồi, mình phải làm sao đây ta? Bỏ chạy thôi, ở nhà mình cũng không an toàn nữa. Oh my god. Làm đi mèo. Hút hả? Ừ, tôi trời thiệt nè. Làm được ông rồi nè, mừng quá à. Nằm xuống mau lên, nằm xuống mau lên. Cái gì? Nó còn ngoài cửa sổ kìa. Sao tôi phải nằm xuống chứ? Mèo ra mèo nhìn cửa sổ kìa mèo. Hả? Cái gì ở ngoài cửa sổ hả? Kìa, không tin mèo ra mèo nhìn cửa sổ coi. Trời ơi, cái gì vậy? Oh my god. Cái gì mà xếp thằng dài đứng ngoài đó ghê chứ hả? Nằm xuống mau lên, nằm xuống mau lên. Bọn nó bị ngu quá. Cái đúng gì rồi. Mà phải nằm xuống mới được. Thôi mèo nằm ở đó đi, từ từ đợi bọn nó đi đi mèo. Nãy giờ bọn nó canh tôi với mèo cả nửa tiếng rồi đó. Canh hả? Mình cũng bị canh hả? Đúng rồi, tụi nó đang thì thầm cái gì bên ngoài kìa. Hút ơi, mà sao mấy cái đó giống y chang tụi mình vậy hút? Tôi không biết nữa. Thôi mèo, mèo có bị gì không mèo? Không, tôi không bị gì hết trơn. Tôi bị trói rồi. Ê mà như tụi nó bỏ đi rồi kìa hút ơi. Bỏ đi rồi hả? Kìa tụi nó bỏ đi rồi kìa, giờ mình làm gì giờ? Ai đó cởi trói cho tôi đi. Cởi trói cho ông hả? Để tôi cởi cho. Rồi, mà mèo có cây kéo ở đó không? Không có cây kéo. Rồi vậy giờ sao? Ê, tôi bị lấy hết rồi, không có kéo, không có kiếm, không có gì luôn. Rồi chị Bánh Đa ơi, tắm nãy giờ mát cũng chết cái cống á mèo. Trời chị Bánh Đa. Hả? Bây giờ chị làm chị đi du lịch, chị hưởng tầm năm chị làm gì mà chị đòi đi cho nó chị tắm nó là sao? Ơi, chị hồi hôm qua chị bị trói bị bắt hả? Chị nực quá chị tắm á. Chị tắm ơi, chị Bánh Đa chị có đồ không? Chị đi hốt kèm coi. Chị có cái gì không? Cắt dây trong hốt đi kìa. Kiếm gì cái kéo rồi chị Bánh Đa cắt dây cho em. Chị còn tính để cho trói lâu lâu nữa này nè, chị có dây kéo rồi để chị mở ra cho nó. Rồi sao? Được rồi, cảm ơn chị Bánh Đa nha. Trời ơi, chị Bánh Đa tới tận bây giờ rồi mà chị còn hả lo cái thay chị tắm mà chị không chịu cắt dây trói chạy thôi á. Cái này mình ở trong nhà Hebi nè. Rồi, chỉ cần chạy vô làng là được rồi mèo. Đi đi vô làng, chạy vô làng. Cái này không phải cái làng đâu, đừng có chạy vô làng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nói phải chưa? Nè, đi lại đây trốn, để đi, nhanh lên để thôi. Cái này là đâu vậy mèo? Mấy đứa kia nó phát hiện ra bây giờ. Mèo ơi. Nhưng mà ông nhìn đi, cái thế giới này như là thế giới sao chép của tụi mình vậy. Nó có bị cái làng mà đi chang luôn. Nó bắt trước tụi mình đó. Lại cái chỗ này hồi bữa mà cưng nói lúc mình đi mai hả? Đúng rồi. Trời ơi. Sao chuyện này được mèo? Mình có được ba đứa giả mạo tụi mình luôn, đứng ngoài cửa hồi nãy thấy không? Mình bị cái nó xấu hơn tụi mình nhiều luôn á. Đúng rồi, răng của nó mọc cũng đầy đủ hơn mình nữa, tôi thấy không? Đâu chị Bánh Đa hả? Răng nanh đó chị Bánh Đa. Vậy hả? Mà công nhận em tức một cái này, chị biết sao mà em tức không? Sao vậy mèo? Em bình thường em dễ thương đáng yêu biết bao nhiêu, mà cái con giả mạo em á, trời nó xấu đạo xấu đơn, hàm răng của nó y như là bị cái gì chỉ lên chỉ là nó thì chưa có được tiếng quái nhiều như mình đó. Vậy đi mèo, chạy vô hầm mai đi, nhiều cái chúng ta tìm ra được đường đi mai ra khỏi đây rồi sao? Đường đi mai ra khỏi đây hả? Trời ơi, cái này không phải là cái đường hầm nhà mình. Rồi luôn, mà không được, cái này mình như là mình đang ở dưới tầng hầm đúng không ơi? Bedrock, cái gì vậy? Cái gì? Bedrock hả? Cái này là bedrock hả? Cái thế giới này chỉ làm tạm bỡ thôi hả ta? Ở dưới đây toàn là bedrock thôi. Vậy là nó sâu ở dưới tận dưới đáy luôn đó mèo. Không có ơi. Không có bất kỳ block nào dưới này hết luôn á mèo. Chỉ toàn là bedrock thôi. Mình y như là mình đang ở tận dưới đáy của thế giới Minecraft luôn rồi. Vậy là mình phải kiếm đường lên chứ không phải kiếm đường xuống. Tại sao mà có một thế giới giống mình ở đây được? Tôi thấy cái đường đi lên được kìa. Ông nhìn đi, cái đường đó hồi lúc đầu mà tôi thấy được buổi sáng á. Ủa cái đường đó làm sao có thể lên được, nó cao quá mèo. Tôi không biết luôn á, làm sao mấy người ở thế giới này có thể đi lên được thế giới của mình ha. Mấy cái đồ giả mạo đứng đằng kia kìa. Thấy nó đang làm cái gì vậy? Rất là hạnh phúc luôn kìa, nhìn kìa. Ủa sao như... mà sao tôi đang đánh mèo vậy? Sao tôi đang cố đánh bà Bánh Đa vậy? Bình thường tôi bảo thân thiết nhau như chị em mà kỳ vậy. Ủa còn tôi thì đang bảo vệ bà Bánh Đa kìa. Ờ đúng hả? Rồi, cái thú đang đứng chắn bảo vệ chị kìa, chị Bánh Đa. Ủa tại sao lại cưng khôn dữ vậy hết? Không phải đâu, lại đây tôi
giải thích cho mọi người nghe nè. Sao hả? Theo cái định lực của vũ trụ khác á mèo, kiểu như ở đây là một vũ trụ khác gì đó, đây là một thế giới thay đổi hết mọi thứ lại á. Cái này cảm giác như thế giới trong gương, thế giới song song tụi mình á, đúng không? Kệ kệ kệ, nó cũng quấn lộn nhau nữa rồi kìa, đó thấy chưa? Trời ơi, mèo quấn chị Panda hoài luôn á. Tôi đánh bà Panda dữ dội vậy. Tôi đứng bảo vệ chị Panda kìa, coi thấy ghét thiệt luôn á tôi. Chị thấy cái đó được mà. Nghe nè mọi người, có thấy gì không? Bình thường tôi dễ thương biết nhiêu đúng không? Cỡ con nhỏ giả mạo tôi, cỡ cái mặt của nó nhìn xấu đau xấu đớn, còn rất là thấy không? Da của bọn này nó nhợt nhạt thế nào á mèo ơi? Ồ đúng rồi á. Tại vì ở đây nó không có ánh nắng đó, mình thấy chưa, nó xanh lè xanh lét hết trơn rồi. Hình như tôi cảm thấy tính cách của tụi mình bị trái ngược á. Ông hết bình thường ghét chị Panda, đánh chị Panda đúng không? Cho chị Panda nữa mà bây giờ đang bảo vệ chị Panda kia kìa. Còn tôi chị Panda bình thường thân nhau như hai chị em mà bây giờ lại coi nhau như kẻ thù vậy. Sao cái thứ ở dưới này lại khôn như vậy? Chị không ngờ đâu. Còn cái con khỉ móc xì á, em quay cái đầu chị. Nữa hả? Bởi vậy cưng hả? Đứng lại coi. Em thấy ghét chị nãy giờ. Trời ơi. Vậy ủa cái gì mà đằng kia quýnh lộn mà đằng này cũng quýnh lộn là sao? Tại vậy. Cái gì mà đằng kia đang bảo vệ rồi đằng này đang quýnh lộn. Ủa da, đừng có quýnh chị nữa. Làm lớn chuyện lên, làm lớn chuyện rồi ba đứa đó là quýnh mình bây giờ. Nó là bây giờ mình giờ mình trên đường thoát khỏi đây đi mèo. Nghe nè, thôi xuống đây tôi nói với hai người nghe cái này nè. Mình có kế hoạch gì không mèo? Bây giờ nếu mà có ba đứa đứng ở đó là mình đánh không có lại đâu. Tôi biết đánh rồi nên tôi biết nó mạnh dữ lắm. Bây giờ mình phải chia nhỏ nó ra mình đánh thôi. Đúng rồi, sáng nay á tôi bị Red Hood giả đó mèo, nó vô nhà nó làm tôi hết hồn, xong nó lấy cái cây nó quất vô đít tôi cái, nó trói tôi lại luôn mèo. Thấy chưa? Ê mà chị nói tôi nghe này, ở dưới này Red Hood mà bảo vệ chị là Red Hood, chị nghĩ là đầu óc có vấn đề, sẽ ngu hơn Red Hood ở trên đúng không? Ủa chị kỳ vậy, Red Hood bình thường thông minh lắm. Vậy là Red Hood nó bị ngu của chị Panda. Đúng rồi. Ê, thì... phát nha. Bình thường là chị Panda rất là ngu đúng không? Ừ. Có thể xuống đây chị rất là khôn. Đúng còn rồi, nó ngược lại. Ông khôn bao nhiêu thì xuống đây ông sẽ ngu bấy nhiêu thôi. Ủa gì kỳ vậy? Ôi vậy nếu mà tôi vậy tôi bị gì ta? Ôi em như con điên á chị Panda. Đúng rồi, cứ ngang bị trung đinh rồi. Em như con điên á, từ sáng tới giờ tôi cảm thấy em như con điên vậy đó. Kệ nó mới lộn nhau nữa. Cho nên bây giờ mình phải tách nó ra. Đúng rồi, bây giờ em nghĩ là mình nên nhắm vào đối tượng Red Hood ngu trước đi. Tại vì em nghĩ là nó ngu cho nên nó không hiểu được gì đâu. Phải nói nó trước. Mèo mèo, Red Hood bình thường chắc là thích chơi game đúng không? Ừ. Nghĩ Red Hood giả này nó sẽ lo làm lụng đi kiếm đi mai đó mèo. Đúng rồi, bình thường Hood rất là làm biến, cũng không có chịu đi kiếm gì. Không, chị nghĩ ngược lại á, bình thường nó thích đi mai, bây giờ ngược lại nó sẽ đi làm rượu. Trời ơi, vậy đứng chờ coi coi nó làm gì mình sẽ bắt lẻ nó, mình quánh nó chị Panda. Đúng rồi, giờ mình rình nó đi. Rình đi theo dõi nó nè. Tụi này á được cái là tại vì nó giả mạo mình cho nên là nó cố gắng thân thiện với nhau thôi, chứ thực tế nó không bao giờ mà được đoàn kết như ba chị em mình, đúng không chị Panda? Đúng rồi, chị nghĩ là từ từ nó cũng rã nó ba đúng mình là hai đoàn kết từ trong xương từ trong tủy ra rồi. Ê nó rã rồi bớt rồi kìa. Trốn đi trốn đi, trốn đi làm gì chị Panda? Coi coi hút về nhà chưa? Vô nhà của em trốn rồi chị Panda. Em mới đi xuống mé ruộng kìa mọi người. Ủa nó hút luôn đi làm ruộng thấy chưa chị nói mà. Hai người đâu rồi? Tụi chị ở đây trong nhà nè. Bây giờ dí em thằng Red Hood đi để coi đi làm cái gì rồi mình bắt nó hả? Mình tách lẻ nó ra mọi người. Ơi nó đang làm gì ngoài à mèo? Nó chuẩn bị đi gặt lúa kìa. Ở cây kìa. Đâu? Red Hood đứng ở đâu tôi không thấy được. Ở đây nè mèo ơi. Theo đó cái ruộng như vậy nè. Nè 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 nè. Ê tụi mình phải bám sát nhau nha, coi chừng đặt nhau ra là mình không biết ai với ai luôn đó. Thôi rồi lại đây tụi con cách mèo ơi. Ê ê ê ê. Thằng cái hồi sáng quánh giỏi lắm à. Mày giá lấy cây mà quất chị đứt ta hả? Thôi cái này để chị giải quyết. Cái này chị nói cưng dưới này nó ngu, nó không có dám cưng. Đây là ê mày răng nhiều đúng không? Được rồi. Dám đánh Red Hood khôn phải không? Được nện nè. Trời ơi chị Panda. Trời ơi phát hút để chị Panda tay đôi nó đi. Đúng rồi. Nó dễ chứ không làm gì được. Panda đâu. Trời ơi. Chị Panda. Chị quánh chị nghe đã tay không chị Panda? Chị nghe chị khoái giờ chị còn hở đen hở thay rớt luôn. Cái này là đến hút thiệt. Đến hút thiệt. Thôi thôi đoàn kết lại, đoàn kết lại. Thôi đúng rồi đoàn kết, đoàn kết. Ê nó nghe nè, thằng Red Hood ngu đó chị bị chị Panda tiêu diệt rồi. Vậy thì bây giờ ông ở đây. Đúng rồi, hình như là nó sợ cái đối thủ của nó đó mèo ơi. Đúng rồi, ông phải vô ông làm cho nội bộ của nó rối loạn lên. Lục lục lên đi. Ông giả là Red Hood ngu, ông làm cho nó lục lục nội bộ đi hết. Tôi phát hiện ra một điều nè. Điều gì? Bình thường đúng không? Thì tôi sẽ quánh chị Panda là chị Panda sợ tôi đúng không? Đúng. Bây giờ vô thế giới này ngược lại, cái thằng Red Hood giả đó thấy chị Panda nó không dám nhúc nhích luôn mèo. Nó sợ chị Panda mà thậm chí nó không dám đánh lại luôn. Đúng rồi. Vậy là bây giờ hôm nay tôi phải đi kiếm mèo, tôi quánh mèo á, tại vì tôi sợ mèo mà. À, tôi không biết nữa nhưng mà bây giờ ông cứ giả làm mà thằng Red Hood ngu đi rồi ông đi kêu bà Panda ra đây. Tại vì hồi nãy Red Hood tôi thấy nó có vẻ hư mèo Panda kêu tôi giả đúng không? Chờ xíu tôi lấy miếng sình tôi đét vô mặt tôi cho đen cái mặt tôi cái đã. Ê Hood, ông có răng giả Hood ông gắn vô để cho nó giống. Để tôi lấy sỏi tôi bỏ vô họng tôi này tôi giả. Đâu đâu. Ôi trời, giống cái này là cỡ cả 100% luôn á nha. Giống không? Ở đâu có răng mà cứ gắn vô liền vậy? Đẹp gì đó là chị Panda. Không biết chị Panda biết sao? Sao sao? Lại ông lấy sỏi ông vòng vô trong họng mà ông cho răng ông mẹ. Ờ, giờ đang ngậm nguyên hổng sỏi luôn á hả? Lại lại ê hối con vô con lấy sỏi con phun mèo đi. Trời ơi nó ớn chị Panda. Ghê quá à. Bây giờ á phải đi kiếm mèo hay kiếm ai ta? Ừ chính tôi đi hết. Đúng rồi. Ủa, mèo bình thường ở đâu? Biết sao không? Bình thường là hả? Kìa kìa kìa. Bà Panda, ê kiếm bà Panda đi. Ôi bà nó bà khôn lắm. Ê bà Panda khôn mà có phát hiện ra Red Hood không? Ê hình như bà không thích ông Hood á thì chị Panda ơi. Không là mụ đang nói chuyện thân nhau không có gì hết trơn hả? Thấy chưa? Cái mụ này không có thích, không có ưa kìa chị dọn đi. Ủa sao vậy? Ủa hình như thấy cái mụ này không có giống cái mụ kia hay gì á. À hèn gì cho nên thấy lạ lạ hay gì đó khác mùi thôi. Ê mèo đi hết. Thôi bỏ kế hoạch đi hết rồi. Chưa đi mèo đi. Chạy đi, cái con nó kìa, coi chừng một hồi nó lộ
lộ hình nền đó. Trốn đi, trốn, trốn luôn. Ừ, hồi nãy ơi, chả có thiếu một cái răng nào không vậy? Chắc liễu răng là tội nghiệp quá, mày dữ quá này. Chạy, 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 tôi nè, tôi là tôi, cái đó là chị Panda giả đó. Panda thiệt, Panda đi trốn rồi. Ê, kéo nó xa ra chỗ này đi, một hồi gặp con mèo thiệt là về là ngụp cú tỏi bây giờ á. Tôi bắt được đó rồi nè mèo. Đi dắt nó ra đây. Em ra chạy nó ra ngoài đi. Hồi nó ba không ta? Trời, cái này nó chưa copy được cái hồi nó ba của mình hết quá. Ê, lại đây rồi. Rượu đi mọi người. Ê, trước khi chọn nó ra rượu mình phải so sánh sắc đẹp liền mới được. So sánh sắc đẹp đi, thấy chưa? Cần giờ cần có biết ai đẹp ai xấu chưa? Giờ mấy đẹp chơi bời nói có chị nữa không? Đây, tôi bắt được nó. Ai đứng yên cho tôi bắt nó, sao nó bắt tôi vậy? Không đi. Bắt nó lại. Đâu rồi, nó đâu? Nó đưa đây, bỏ nó đưa đây mèo. Dọc cái dưới. Rồi dọc dọc cái số này, dọc 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 rồi xong. Rồi xong luôn. Cái đó là móc khỏi luôn rồi. Rồi. À mà hết hồn luôn á. Cái gì? Ai? Kéo lên đây đó bạn ơi. Ảnh tôi lên, ảnh tôi lên. Chị mới lên, chị mới lên. Đi lên nè. Rồi, 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 ẩm lên rồi. Rồi, xong. Xong rồi. Ê, bây giờ chỉ còn một con mèo giả mạo nữa thôi. Mình chỉ cần tìm được nó rồi mình đánh nó thôi là xong rồi mọi người. Đúng rồi, con mèo giả mạo thì chắc là yếu lắm mèo. Mèo trên kia thì thân với hút thì ở đây sẽ không có thân đâu đó nha mèo. Không, biết sao không? Sao? Em cảm thấy ba đứa này khi nào mà nó hợp sức lại cùng nhau mới mạnh thôi. Chứ mà một mình nó một nãy như mình yếu đúng không? Biết xịu chị Panda. Trời ơi, vậy mà chị tưởng đâu mạnh. Tại vì em biết sao, nhìn cái miệng rắn một một đống răng đó. Mèo, 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 mèo. Dạ, ông hút, ông có răng, ông cạp nó lại rồi chị Panda. Mèo, 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 mèo đâu rồi? Mèo, 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 mèo. Bình thường tôi hay ở nhà đó mà ta. Giờ này trốn đâu dữ vậy? Em xin đón, bây giờ em làm gì ta? Tính là cái nhà này copy giống thiệt luôn á mèo. Giống tới từng chi tiết luôn á. Oh my god, có trái táo ở đây luôn nè. Trời ơi, cái toilet của tôi. Phòng, phòng chế tạo thuốc nữa nè. Đi chang luôn hả hút? Ừ. Ôi làm tôi thấy nguyên cái làng này. Thôi mẹ mẹ để đây đây đây. Mèo giả ở bên nhà tôi kìa. Ủa dạ, chị Bánh ơi, chị tưởng nó con mèo giả ơi, thiệt. Ủa sao mèo giả qua nhà hút làm gì trời? À chắc nó qua bển nó kiếm hút đó trời. Không, em là bình thường phải chơi với hút nhưng mà chắc chắn em sẽ không chơi với hút đâu. Chắc là anh kiếm tôi để quánh đó mèo. Đừng đi bển nó cấp độ chị Bánh ơi. Ủa đâu hút đâu? Hút thiệt đâu? Nhà này nè. Ai mới là hút thiệt vậy? Ông trong nhà nào? Tôi nhà này nè, tôi nè, tôi nè. Nè 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 nè. Đúng rồi, tôi định kêu ông trở về bình thường đi chứ hồi nãy thôi một hồi không biết ai với ai luôn á. Rồi xong bây giờ vô. Nè nè mèo ra đập mèo ơi. Tự nhiên nghe nói lên nhà quánh con mèo cái tôi nghe tôi không thấy hết thú chút nào hết trơn thôi. Ôi mèo. Vậy nè. Tôi đã đứng đây sẵn luôn rồi. Trời ơi, tụi này bất tử hay sao vậy? Nó đâu nổi hả? Thôi bọn này bất tử mèo ơi. Chạy xuống lại đi. Ê mèo, chạy xuống lại mèo, tôi sẽ quánh chết hút giả mèo xuống mèo giả nha. Vô nhà cô Red Hood giả mạo á, tôi chơm của nó đó mèo. Ủa rồi tụi nó chạy đi đâu vậy ta? Ôi, tụi nó hình như đang chạy về nhà để lấy đồ móc á mèo ơi. Ê hút, ông có đóng tin ti giữa làng kìa, sao không á, kích nổ đi hút. Khoan, hồi nãy tôi vô nhà nó là tôi đã đặt một lượng tin ti rất lớn rồi, bây giờ kích nổ nha. Kích nổ 1, 2, 3, tiếp. Ôi, cái tin gì kìa? Kích nổ đó kìa mèo. Ôi, chạy nó lẹ đi, đừng đứng nó dòm nữa. Đường này đào ra đi mèo. Đào lên, đào lên, đào lên. Hót rồi. Ôi, ở đây thật sự là cái hang mai luôn nè. Phải hang mai hả? Đúng rồi. Đào cho nó ngắn coi. Trời ơi, lần đầu tiên tôi thấy cái làng của mình nó banh trong hạnh phúc luôn nè trời. Trời ơi, cái làng nó hết cách chứa những người xấu xa không hả? Nhìn y như là ngôi nhà, ngôi làng bánh kẹo vậy. Lên được chưa? Ôi, lên được rồi.
Lên nè mèo ơi, thấy đường ánh sáng rồi. Ánh sáng của đời tôi. Em hai của mình thiệt luôn nè. Cái chỗ này hồi sáng mà tôi đào kỹ xuống một xíu nữa là đúng luôn rồi đó. Trời ơi, vậy rồi chứ bà Panda nói tôi ảo tưởng đó hay chưa? Ê lắc lưỡi đi chứ. Thôi lấy tiền từ tôi lắc cho banh cái cửa luôn mèo. Đúng rồi, bự quá nó còn dễ ra nữa. Ôi đúng rồi, gì Panda nói vậy mình chơi rồi. Đó, cái cửa được lắp lại rồi đó. Rồi xong rồi mèo. Lắp lại luôn, lắp lại luôn. Ôi, kiểu này là mình phải lấy hắt điện thạch hoặc là bedrock lắp lại thôi mọi người ơi. Ôi mấy bạn fan thấy sao? Chúng ta có nên hả làm cái gì đó để lắp cái hang mai lại không? Hoặc là mấy bạn comment để cho mình biết đi, cái đó là thế giới gì vậy? Mà rõ ràng cái tụi đó là cái tụi giả mạo mình luôn đúng không? Đúng rồi, cái đó là bé thú xấu xa với mèo xấu xa luôn á. Cái đó là cả team Paris xấu xa luôn á chứ không phải là một tụi nhau không. Trời ơi. Về tới nhà là tối luôn kìa không? Ôi, thôi cần ngủ chạy về nhà lẹ đi. Thôi chị về chị ngủ. Mấy bạn ơi, cách nào mà để tụi mình tiêu diệt hoàn toàn mấy cái người giả mạo ở dưới đó thì bạn hãy bình luận cho mình biết nha. Bây giờ bye bye, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye. Video game chỉ mang tính chất giải trí, không dành cho trẻ em chưa đủ nhận thức. Xin đừng bắt chước và ảo tưởng game là ngoài đời thật. Không cổ xí cho bất kỳ hành động tiêu cực nào hay là đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.